Ngọc Hà xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin tổng hợp ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã nhấn like và đăng ký kênh, lựa chọn hành trình tương lai để cập nhật tin tức mỗi ngày và theo dõi những phần nhân sinh cảm ngộ. Trước tiên là phần điểm tin chính. Khởi tố thêm lái xe và hai giáo viên vụ bỏ quên trên xe đưa đón khiến trẻ mầm non tử vong. Bốn ngân hàng chỉ bán, không mua lại vàng miếng từ người dân. Ngân hàng nhà nước phát tín hiệu sẵn sàng hỗ trợ tiền đồng khi liên tục mất giá. Xác minh thân nhân người đi theo sư Minh Tuệ qua đời do sốc nhiệt. Dự án 800 triệu USD hồi sinh sông Tô Lịch chưa hẹn ngày về đích. Nóng, sạt lở ở Cần Thơ, 10 căn nhà chìm dần xuống sông Bình Thủy. Châu chấu xuất hiện dày đặc ở Lạng Sơn, Cao Bằng gây thiệt hại lớn cho nông dân. Từ tháng 6, người học lái xe không cần thi tốt nghiệp. Thực phẩm chức năng quảng cáo trên trời, khó xử lý sai phạm. Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão, đất liền tiếp tục mưa rồng. Tin thế giới. Hành khách thoát tim vì loạt sự cố giữa đường của taxi không người lái Trung Quốc. Hồng Kông kết án 14 nhà dân chủ, nhiều nước và tổ chức nhân quyền lên án. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Trung đàm phán trực tiếp lần đầu sau 2 năm. Tổng thống Biden cho phép Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ tấn công vào nội địa Nga. Các nhà ngoại giao châu Âu bỏ chạy khi bị phát hiện đi họp ở Nga. Israel chấp nhận rút quân khỏi cửa khẩu Ai Cập Gaza. Hamas chia cánh ô liu, tuyên bố sẵn sàng đạt được thỏa thuận đầy đủ với Israel. Lực lượng Mỹ và Anh tấn công trở lại các mục tiêu của Houthi ở Yemen. Bồi thẩm đoàn phán quyết ông Trump phạm tất cả 3 tư tội trong vụ án tiền bịt miệng. Sau đây là nội dung chi tiết liên quan vụ bé trai 5 tuổi bị bỏ quên trên xe đưa đón dẫn đến tử vong gây chấn động dư luận những ngày qua. Cơ quan Công an thành phố Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố bổ sung ông Nguyễn Văn Lâm, sinh năm 1965, là tài xế, cùng hai giáo viên là cô Nguyễn Thị Phương, sinh năm 1966, và Đoàn Thị Nhâm, sinh năm 1998, để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và vô ý làm chết người. Trước đó một ngày, cô giáo Phương Quỳnh Anh, người phụ trách đưa đón học sinh cũng bị tạm giam để điều tra. Theo thông tin ban đầu, vào lúc 6 giờ 20 phút sáng ngày 29 tháng 5, cô Quỳnh Anh cùng lái xe Lâm đón bé Huy 5 tuổi tới trường mầm non Hồng Nhung cơ sở 2 ở khu tái định cư xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình. Khi lên xe, bé Huy ngồi ngay ghế sau lái. 17 giờ 30 phút cùng ngày, cậu của Huy đến đón thì không thấy bé. Sau đó mọi người phát hiện Huy vẫn trong ô tô. Công an xác định ra Huy ở trong xe 11 tiếng, dưới trời nắng nóng, dạ dày không có thức ăn nên bị suy kiệt, suy hô hấp dẫn đến tử vong. Báo VnExpress dẫn thông tin từ Ngân hàng Ngoại thương Vietcombank cho biết, bắt đầu từ thứ hai tuần sau, ngân hàng này sẽ bán vàng miếng bình ổn ra thị trường tại một số chi nhánh ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, nhà băng này chỉ bán vàng ra, không thực hiện chiều mua lại từ người dân. Nếu muốn bán vàng, người dân có thể đến các doanh nghiệp kinh doanh như SJC, Doji, PNJ. Tương tự, đại diện hai ngân hàng trong nhóm Big Four cũng cho biết sẽ không mua lại vàng miếng từ người dân và chỉ triển khai ở hai thành phố lớn nhất nước. Phương thức bán vàng bình ổn được cơ quan quản lý đưa ra sau các phiên đấu thầu nhằm tăng cung không hiệu quả, chênh lệch giá trong nước và thế giới chưa được thu hẹp như kỳ vọng. Theo đó, tuần tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ bán vàng trực tiếp cho 4 nhà băng có vốn nhà nước để họ phân phối ra người dân. Sau thông tin 4 ngân hàng quốc doanh sẽ bán vàng miếng ra thị trường từ mùng 3 tháng 6, giá mặt hàng này quay đầu giảm, khiến chênh lệch với thế giới thu hẹp về còn 15,6 triệu đồng một lượng. Trong ngày hôm qua, giá vàng miếng SJC đã về vùng 84 đến 87,5 triệu đồng một lượng. Truyền thông trong nước đưa tin, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa phát tín hiệu sẵn sàng bảo vệ tiền đồng sau khi đồng tiền này trượt xuống mức thấp kỷ lục trong bối cảnh đồng USD mạnh lên. Sự mất giá của Việt Nam đồng được thúc đẩy bởi những bất ổn toàn cầu, bao gồm cả sự chậm trễ trong việc cắt giảm lãi suất dự kiến của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Fed, tăng trưởng nhập khẩu nhanh hơn xuất khẩu nhập siêu, cũng góp phần làm tăng nhu cầu về USD. Tình trạng này sẽ được khắc phục khi xu hướng đảo chiều. Theo ghi nhận, Việt Nam đồng đã giảm xuống mức thấp kỷ lục 25.477 đồng mỗi USD và trở thành một trong những đồng tiền giảm sâu nhất châu Á trong tháng này. Tuần trước, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp với diễn biến thị trường thông qua các công cụ chính sách tiền tệ. Những hành động này làm tăng thêm dự đoán rằng Ngân hàng Nhà nước có thể sớm áp dụng biện pháp thắt chặt lãi suất cơ bản. Ở một diễn biến khác, lạm phát ở mức cao nhất trong 16 tháng có khả năng gây thêm áp lực lên Ngân hàng Nhà nước trong việc thắt chặt chính sách tiền tệ. Theo công bố mới đây của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 5 đã tăng 4,44% so với cùng kỳ năm trước, so với mức 4,40% trong tháng 4. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 1 năm 2023. Theo Tổng cục Thống kê, giá thịt lợn và chi phí điện tăng là những yếu tố chính khiến lạm phát tăng cao trong tháng 5. Lạm phát vẫn ở mức trên 4% trong tháng thứ hai liên tiếp,
trong bối cảnh đồng nội tệ giảm xuống mức thấp kỷ lục so với đồng đô la trong tháng này, khiến hàng nhập khẩu trở nên đắt đỏ hơn. Báo cáo tài chính quý 1 năm nay cũng cho thấy, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã chuyển lãi thành lỗ khi giá USD liên tục tăng cao. Vào ngày hôm qua 31 tháng 5, lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, thi thể của ông Lương Thanh Sơn, 47 tuổi, hiện đang lưu lại nhà xác của bệnh viện và đang được lực lượng chức năng xác minh thân nhân. Bệnh viện cho biết sẽ tiến hành bàn giao thi thể để gia đình lo hậu sự khi có người thân đến nhận và có sự đồng ý của lực lượng chức năng. Theo thông tin ban đầu, ông Sơn tham gia đoàn đi theo sư Minh Tuệ cách đây khoảng 3 ngày. Khi đoàn di chuyển qua địa bàn thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, thì ông Sơn ngất xỉu và được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Phong cấp cứu vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 30 tháng 5. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng cơ thể tím tái, hôn mê sâu, ngừng tuần hoàn hô hấp. Ông Sơn tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị và sau đó được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế thì tử vong do sốc nhiệt, suy đa tạng, tiêu cơ vân. Tại một diễn biến liên quan, báo Vietnamnet đưa tin, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa giao các đơn vị liên quan yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự, không để xảy ra tình trạng tập trung đông người, gây cản trở, ảnh hưởng an toàn giao thông khi ông Thích Minh Tuệ đi qua địa bàn. Đây là lần thứ tư ông Thích Minh Tuệ thực hành phương pháp tu tập hạnh đầu đà từ miền Nam ra miền Bắc và ngược lại, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, có thời điểm lên tới hàng trăm người đi theo làm ảnh hưởng an ninh trật tự và giao thông tại một số tỉnh, thành phố. Trong đoàn đi theo có tín đồ Phật tử, những người hiếu kỳ và nhóm TikToker, YouTuber quay clip, livestream trên các trang mạng xã hội nhằm câu like, câu view. Theo dự kiến, ông Thích Minh Tuệ sẽ đến tỉnh Quảng Nam vào khoảng nửa đầu tháng 6 này. Thưa quý vị, trong vòng hơn 20 năm qua, thành phố Hà Nội thí điểm nhiều giải pháp nhằm hồi sinh sông Tô Lịch như lấy nước sông Hồng, tạo dòng chảy sông Tô Lịch, dùng chế phẩm Redoxy 3C khử ô nhiễm nước, công nghệ Nhật Bản phân hủy bùn. Tuy nhiên, giải pháp khả thi và được lòng các chuyên gia nhất vẫn là xây dựng hệ thống cống để tách nước thải khỏi sông Tô Lịch. Bởi hiện nay, hai bên bờ sông Tô Lịch có gần 300 cống lớn nhỏ, hàng ngày có khoảng 150.000 mét khối nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý đổ xuống sông. Thế nhưng, dự án tách nước thải ra khỏi sông Tô Lịch được thành phố Hà Nội khởi công từ tháng 10, 2016 với tổng mức đầu tư khoảng 800 triệu USD, tương đương 20.000 tỷ đồng. Đến nay vẫn chưa có hạng mục nào hoàn thành. Dự án bao gồm một nhà máy xử lý nước thải với công suất 270.000 mét khối trên ngày đêm và tuyến cống thu gom nước thải dọc sông Tô Lịch, sông Lừ, sông Xét và một phần sông Nhuệ với diện tích phục vụ khoảng 4.874 hectare. Cụ thể, sau 8 năm xây dựng, dự án nhà máy xử lý nước thải Yên Xá mới cơ bản hoàn thành. Dự kiến trong quý 2/2024 sẽ vận hành thử nghiệm nhà máy. Tuy nhiên, tồn tại lớn nhất của dự án là việc xây dựng hệ thống dẫn nước thải về nhà máy để xử lý. Hệ thống cống dọc sông Lừ hơn 7 km hoàn thành 10% khối lượng, hệ thống cống khu vực Hà Đông đạt 16% khối lượng. Nhìn chung từng là một dòng sông thơ mộng, giàu tôm cá, nhưng giờ đây sông Tô Lịch đang trở thành dòng sông chết, ô nhiễm nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân ven sông suốt nhiều năm qua. Trong khi đó, sau gần 8 năm khởi công, dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá dù được cho là giải pháp cứu cánh hồi sinh sông Tô Lịch vẫn chưa hẹn ngày về đích. Báo Dân Trí đưa tin, vào sáng ngày hôm qua 31 tháng 5, tại khu vực Bình Yên A, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, đã xảy ra một vụ sạt lở nghiêm trọng trên sông Bình Thủy, làm ảnh hưởng đến 10 căn nhà của người dân. Là người dân có nhà bị sạt lở, bà Lê Thị Năm, 70 tuổi, cho biết, vào khoảng hơn 6 giờ sáng, bà nghe tường nhà phát ra tiếng răng rắc, nền nhà cũng xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài. Chỉ trong khoảng 30 phút, phòng bếp của nhà bà đã bị nhấn chìm xuống, kéo theo nhiều tài sản xuống sông Bình Thủy. Theo bà Năm, thời gian qua, gia đình bà luôn sống trong lo sợ vì nhà có xuất hiện vết nứt, mặc dù đã gia cố nhưng vẫn chưa ổn định. Sau vụ sạt lở này, hiện bà và người thân trong gia đình vẫn chưa biết di dời đi đâu, bởi ngoài căn nhà này, bà không còn nơi nào khác để thay thế hay ở tạm. Ghi nhận tại hiện trường, địa phương cùng nhiều lực lượng đã hỗ trợ bà con di dời tài sản, căng dây, cắm biển cảnh báo nguy hiểm để người dân phòng tránh. Được biết, sông Bình Thủy nằm trong khu vực có nguy cơ cao về sạt lở tại thành phố Cần Thơ. Hiện khu vực sạt lở đang xuất hiện nhiều vết nứt nguy hiểm. Trước đó cũng tại Cần Thơ, vào ngày 30 tháng 5, một đoạn quốc lộ 80 cặp bờ sông Cái Sắn ở quận Thốt Nốt cũng bị sạt lở, sụt lún với chiều dài 41m, rộng 4m, ăn sâu vào mặt đường. Vụ sạt lở xảy ra gây khó khăn cho xe di chuyển giữa thành phố Cần Thơ, Kiên Giang, An Giang. Sau sự cố, phương tiện qua đây phải chạy chậm dẫn đến ùn ứ giao thông. Hậu quả vụ sạt lở vẫn đang trong quá trình khắc phục. Liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, những ngày qua, trên mạng xã hội xôn xao trước hình ảnh hàng đàn châu chấu dày đặc xuất hiện và tấn công hoa màu của người dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Hình ảnh còn cho thấy các đàn châu chấu này xuất hiện dày đặc tại nhà dân, trên đường quốc lộ, bờ tường.
Thông tin thêm về hiện tượng này, ông Nguyễn Quý Dương, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, đàn châu chấu tre lưng vàng xuất hiện ở Lạng Sơn vẫn trong phạm vi nhỏ. Tỉnh giáp danh Cao Bằng mới là địa phương đang chịu nhiều thiệt hại bởi nạn dịch này. Theo thống kê từ Cục Bảo vệ Thực vật, diện tích cây trồng ở Lạng Sơn bị châu chấu tre lưng vàng tấn công là khoảng 10 hectare, trong khi ở Cao Bằng bị thiệt hại lên đến 500 hectare. Trước tình hình này, một đoàn công tác của Cục Bảo vệ Thực vật sẽ lên Cao Bằng phối hợp lên phương án ứng phó, cũng như đánh giá quy mô ổ dịch châu chấu tre lưng vàng ở Cao Bằng có đủ điều kiện để công bố dịch hay không. Được biết, châu chấu tre lưng vàng được ghi nhận gây hại đầu tiên trên rừng tre luồng vào năm 2008 tại 4 tỉnh Thanh Hóa, Sơn La, Điện Biên, Phú Thọ. Đến năm 2016, châu chấu tre lưng vàng đã bùng phát thành dịch, gây hại trên 3.700 hectare diện tích cây trồng nông lâm nghiệp. Báo Pháp Luật đưa tin, bắt đầu từ tháng này, thông tư 05/2024 của Bộ Giao thông Vận tải liên quan đến vấn đề đào tạo sát hạch giấy phép lái xe chính thức có hiệu lực. Một trong những quy định mở hơn mà người học lái xe được hưởng từ thông tư này là việc học lý thuyết có thể học trên môi trường trực tuyến. Cụ thể, khoản 4 điều 4 thông tư số 05/2024 bổ sung hình thức đào tạo lái xe đối với nội dung học lý thuyết. Theo đó, người học được lựa chọn một trong các hình thức sau: tập trung tại cơ sở đào tạo, tập trung tại cơ sở đào tạo kết hợp với đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn, đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn. Riêng một số môn phải học tập trung tại cơ sở đào tạo, gồm cấu tạo và sửa chữa thông thường, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, kỹ thuật lái xe. Quy định thứ hai cũng khiến cho người học lái xe cảm thấy bớt áp lực hơn, đó là không còn quy định thi tốt nghiệp. Thay vào đó, người có nhu cầu cấp giấy phép lái xe phải kiểm tra các môn lý thuyết và thực hành tại cơ sở đào tạo để được xét cấp chứng chỉ sơ cấp nghề, chứng chỉ đào tạo. Tức là học xong môn nào thì kiểm tra môn đó, sau đó tổng hợp kết quả thay vì thi tốt nghiệp như trước đây. Thưa quý vị, theo thống kê của Hiệp hội Thực phẩm Chức năng Việt Nam, tỷ lệ người dân trên cả nước biết đến thực phẩm chức năng lên tới 90%, trong đó có hơn 80% người dân cho biết đã từng sử dụng thực phẩm chức năng và các sản phẩm bảo vệ sức khỏe. Tổng quy mô ngành thực phẩm chức năng ở nước ta ước tính đạt tới 13 tỷ USD, con số này dự kiến sẽ tiếp tục tăng cao trong thời gian tới. Đáng chú ý là hiện nay đa số người dân mua thực phẩm chức năng theo quảng cáo hoặc truyền miệng. Thế nhưng, có rất nhiều sản phẩm được quảng cáo thổi phồng công dụng như thuốc chữa bệnh. Đây là một vấn nạn nhức nhối trong thời gian chưa có hồi kết. Theo các cơ quan có thẩm quyền, trong nhiều trường hợp, dù tình trạng mạo danh bác sĩ, người nổi tiếng để quảng cáo thổi phồng về thực phẩm chức năng đã được phát hiện, nhưng cơ quan chuyên môn gặp khó khăn trong quá trình xử phạt do thiếu hành lang pháp lý. Máy chủ vi phạm thì đa số được đặt ở nước ngoài. Thống kê của Hiệp hội Thực phẩm Chức năng Việt Nam cũng cho thấy, có tới 80% các quảng cáo gây bức xúc hiện nay trên mạng xã hội là trá hình thực phẩm chức năng. Năm 2023, lực lượng chức năng đã phát hiện gần 19.000 sản phẩm vi phạm, sai phạm. Quý 1 năm 2024, phát hiện gần 200 sản phẩm vi phạm. Quảng cáo sai trong lĩnh vực thực phẩm chức năng không chỉ gây thiệt hại về tài chính của người bệnh, mà còn ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của người bệnh. Quay trở lại với những diễn biến mới nhất về tình hình thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, cơn bão đầu tiên trên Biển Đông có tên quốc tế Maliski đang trên vùng biển phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc với sức gió mạnh nhất 74 km/h, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Dự kiến trong ngày hôm nay mùng 1 tháng 6, bão sẽ vào tỉnh Quảng Đông với sức gió khoảng 65 km/h, không ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Tổng cục Khí tượng Thủy văn nhận định, mùa mưa bão năm nay đến muộn hơn nhưng sẽ xuất hiện dồn dập vào tháng 9 đến tháng 11. Dự báo có 11 đến 13 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, trong đó có 5 đến 7 cơn ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam. Còn trên đất liền, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nối với rãnh thấp nên mưa đã xuất hiện ở nhiều nơi. Hiện nay tại miền Bắc, mưa chỉ còn ở khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ và Tây Bắc Bộ vào buổi sáng, sau đó giảm mưa, trời mát, nhiệt độ cao nhất ngày từ 30 đến 33 độ C. Còn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, dự kiến trong những ngày tới, tại các khu vực này tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối. Cục bộ có mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tiếp theo đây là phần tin thế giới. Hành khách thoát tim vì loạt sự cố giữa đường của taxi không người lái Trung Quốc. Hồng Kông kết án 14 nhà dân chủ, nhiều nước và tổ chức nhân quyền lên án. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Trung đàm phán trực tiếp lần đầu sau 2 năm. Tổng thống Biden cho phép Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ tấn công vào nội địa Nga. Các nhà ngoại giao châu Âu bỏ chạy khi bị phát hiện đi họp ở Nga. Israel chấp nhận rút quân khỏi cửa khẩu Ai Cập Gaza. Hamas chia cánh ô liu, tuyên bố sẵn sàng đạt được thỏa thuận đầy đủ với Israel. Lực lượng Mỹ và Anh tấn công trở lại các mục tiêu của Houthi ở Yemen. Bồi thẩm đoàn phán quyết ông Trump phạm tất cả 34 tội trong vụ án tiền bịt miệng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, được mệnh danh là chiếc xe của tương lai, những chiếc taxi không người lái Apollo Go do tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc Baidu phát triển, gần đây đã liên tục gặp phải một loạt sự cố gây lo ngại cho người dân. Theo ghi nhận, vào ngày 29 tháng 5 vừa qua, cơ quan chức năng thành phố Vũ Hán đã nhận được hàng loạt khiếu nại về việc những chiếc taxi không người lái này có biểu hiện bất thường. Nhiều tài xế tham gia giao thông cảm thấy rất bức xúc vì phải xử lý những tình huống phát sinh từ những chiếc xe taxi không người lái này. Các tài xế đã ghi lại cảnh xe Apollo Go đỗ sai làn, chuyển làn đột ngột, chạy sai tốc độ và thậm chí dừng lại giữa đường không rõ nguyên nhân. Một vụ ùn tắc nghiêm trọng đã xảy ra trên tuyến đường cao tốc tại Vũ Hán khi một chiếc xe robot taxi đột ngột chuyển làn rẽ. Một nữ hành khách họ Wang chia sẻ, cô đã trải qua khoảnh khắc thót tim khi chiếc xe Apollo Go đang đi đột ngột chuyển làn và dừng lại giữa đường, suýt khiến các xe phía sau tông phải. Vụ việc này đã khiến nhiều người dân lo ngại và đặt ra nghi vấn về độ an toàn của xe không người lái. Sau khi loạt các vụ việc xảy ra, cộng đồng mạng Trung Quốc đã có nhiều phản ứng trái chiều. Vụ việc khiến nhiều người dân cảm thấy lo ngại, thậm chí kêu gọi tẩy chay loại xe này. Trong khi đó, một số khác hy vọng rằng sự cố chỉ là ngoại lệ và mong Baidu sớm có phản hồi thỏa đáng. Nhiều phóng viên đã liên hệ với tập đoàn Baidu yêu cầu giải thích sự việc. Tuy nhiên, hiện hãng vẫn chưa lên tiếng phản hồi hay nhận trả lời truyền thông. Phía công an thành phố Vũ Hán kết hợp cùng Cục Giao thông Vận tải và Cục Truyền thông vẫn đang tiến hành giám sát làm rõ vụ việc. Tờ Vision Times đưa tin, sáng ngày 30 tháng 5, vụ án lớn nhất theo luật an ninh quốc gia ở Hồng Kông, vụ 47 nhà hoạt động ủng hộ dân chủ Hồng Kông bị truy tố, cuối cùng đã có phán quyết sau 3 năm thu thập chứng cứ và thẩm vấn kéo dài. Theo kết quả phiên tòa, có 16 bị cáo đã được tuyên án không nhận tội trong số đó, 14 bị buộc tội âm mưu lật đổ quyền lực nhà nước và 2 người được tuyên vô tội. Tuy nhiên, Sở Tư pháp đã từ chối thả 2 người vô tội và nộp đơn kháng cáo vào buổi chiều cùng ngày. Theo cơ quan công tố, các bị cáo buộc đã tham gia cuộc bầu cử sơ bộ dân chủ 35+ nhằm giành quyền kiểm soát hội đồng lập pháp và phủ quyết dự luật ngân sách với mục đích lật đổ quyền lực nhà nước. Và điều này đã vi phạm theo luật an ninh quốc gia phiên bản Hồng Kông rằng bất kỳ hành động nào nhằm lật đổ quyền lực nhà nước, dù sử dụng vũ lực hay các biện pháp trái pháp luật khác, đều bị coi là phạm tội. Tuy nhiên, phán quyết này đã gây ra nhiều tranh cãi và nhận sự chỉ trích mạnh mẽ từ các tổ chức nhân quyền và cộng đồng quốc tế. Nhiều người cho rằng định nghĩa về tội lật đổ trong luật an ninh quốc gia Hồng Kông là quá rộng và mơ hồ, tạo ra sự bất ổn và không chắc chắn về pháp lý. Hai chủ tịch Ủy ban điều hành Quốc hội Hoa Kỳ về Trung Quốc đã ngay lập tức yêu cầu chính phủ Mỹ trừng phạt các thẩm phán và công tố viên liên quan đến vụ án. Chủ tịch Ủy ban Hạ viện Trung Quốc John Molina cũng lên án phán quyết, cho rằng quyền tự do và quyền lợi của người dân Hồng Kông đang tiếp tục bị suy thoái. Trong bối cảnh này, bà Vương Tùng Liên, quyền giám đốc Trung Quốc của Tổ chức Nhân quyền Quốc tế, cho rằng việc kết án 14 nhà hoạt động ôn hòa là một minh chứng cho thấy chính quyền Hồng Kông đang hoàn toàn coi thường nền chính trị dân chủ và pháp quyền. Người phát ngôn ngoại giao châu Âu cũng đưa ra tuyên bố chỉ trích phán quyết, cho rằng vụ án này đánh dấu sự xấu đi của các quyền tự do cơ bản của Đảng Dân Chủ ở Hồng Kông. Hiện chính quyền Hồng Kông vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào về những cáo buộc và chỉ trích trên. Thưa quý vị, vào ngày hôm qua 31 tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã có cuộc gặp mặt trực tiếp với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đồng Quân bên lề diễn đàn đối thoại Shangri-La tại Singapore. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa Bộ trưởng Quốc phòng của hai nước sau 18 tháng, đánh dấu một bước quan trọng trong nỗ lực đối thoại song phương. Người phát ngôn của Lầu Năm Góc, Chuẩn tướng Patrick Ryder thuật lại, cuộc hội đàm cho biết Bộ trưởng Austin đã bày tỏ sự quan ngại về các hoạt động quân sự của Bắc Kinh ở khu vực gần vùng lãnh thổ Đài Loan, bao gồm khoảng thời gian từ trước và sau cuộc bầu cử và lễ nhậm chức của lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức. Đáp lại, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đã đưa ra lời cảnh báo Mỹ không nên can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc và Đài Loan khi cách tiếp cận Đài Bắc của Mỹ đang vi phạm các cam kết mà chính Washington đưa ra. Ngoài ra, Bộ trưởng hai nước cũng thảo luận về vấn đề Biển Đông, hai cuộc xung đột ở Ukraine và giải Gaza. Nhìn chung sau cuộc gặp mặt, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Mỹ và Trung Quốc đều đồng tình và nhấn mạnh mức độ cần thiết trong việc phải giữ liên lạc giữa quân đội hai bên, cũng như duy trì mối quan hệ quân sự cởi mở giữa Washington và Bắc Kinh. Liên quan đến tình hình chiến sự Nga-Ukraine, Reuters mới đây đã dẫn lời 4 quan chức Mỹ tiết lộ rằng Tổng thống Joe Biden đã lặng lẽ cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công vào bên trong nước Nga. Cụ thể, một quan chức Mỹ giấu tên cho biết, Tổng thống Biden gần đây đã chỉ đạo đội ngũ của ông phải đảm bảo chắc chắn rằng Ukraine có thể sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp vào các mục đích bắn trả tại khu vực Kharkov để Ukraine có thể phản công lực lượng Nga đang tấn công họ hoặc chuẩn bị tấn công họ. Theo đó, các quan chức này khẳng định, quyết định của ông Biden chỉ áp dụng cho các mục tiêu bên trong Nga gần với khu vực biên giới giáp với Kharkov của Ukraine. Nga đã đang phát động các cuộc tấn công quy mô lớn vào Kharkov từ ngày 10 tháng 5 và kiểm soát được một số ngôi làng trong khu vực này.
Hiện đây là lần thứ hai trong năm nay, Tổng thống Biden lặng lẽ thay đổi chính sách của mình về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Tháng trước, ông Biden đã đồng ý chuyển tên lửa tầm xa ATACMS cho Kiev, dù trước đó đã nhiều lần phản đối. Tại diễn biến liên quan, hôm qua 31 tháng 5, hãng thông tấn Nga AIA đưa tin, chuẩn tướng Jerome Malat, tùy viên quốc phòng của Đại sứ quán Pháp tại Nga, đã đến thành phố Vladivostok, thủ phủ vùng Viễn Đông Nga và Primorsky để tham dự một cuộc họp kín với các nhà ngoại giao Đức, Pháp và Thụy Sĩ tại Tổng lãnh sự quán Nhật Bản. Kênh truyền thông OTV của Nga cho biết, phái đoàn gồm những đại diện từ các quốc gia châu Âu do tùy viên quốc phòng của Đại sứ quán Pháp tại Nga dẫn đầu tham dự cuộc họp. Tuy nhiên, ngay khi cuộc họp kết thúc, các nhà ngoại giao thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương này đã nhanh chóng rời đi bằng cửa sau, đồng thời tất cả đều tránh né các câu hỏi của phóng viên Nga về mục đích của cuộc họp trên lãnh thổ Nga này. Theo ghi nhận, sự xuất hiện của ông Malat tại Nga, đặc biệt trong bối cảnh ông từng là tùy viên quốc phòng Đại sứ quán Pháp ở Ukraine, đã gây ra nhiều nghi vấn từ giới quan sát Nga. Cuộc gặp gỡ này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và NATO đang leo thang, và nhiều nước NATO trong đó có Pháp, Đức cũng đang kêu gọi đồng minh dỡ bỏ hạn chế ngăn Kiev sử dụng vũ khí để tấn công bên trong Nga. Hiện vẫn chưa có bất kỳ bên nào đưa ra thông tin liên quan đến cuộc họp trên. Đáng chú ý, phát biểu tại cuộc họp báo vào cùng ngày hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nhấn mạnh, yêu cầu của Trung Quốc về một hội nghị hòa bình quốc tế cần phải được cả Nga và Ukraine công nhận, đồng thời có sự tham gia bình đẳng của tất cả các bên và cần có cuộc thảo luận công bằng về tất cả các đề xuất. Bà Mao Ninh cho biết, Trung Quốc rất coi trọng việc Thụy Sĩ tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine cùng các bên liên quan, nhưng Trung Quốc sẽ không tham dự hội nghị hòa bình về Ukraine vào tháng tới do hội nghị không đáp ứng được các yêu cầu của Bắc Kinh. Trước đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng từng nhấn mạnh rằng cuộc đàm phán hòa bình được cả Nga và Ukraine công nhận là cách tốt nhất để chấm dứt cuộc xung đột. Trong bối cảnh này, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Trung Quốc có thể sẽ sắp xếp một cuộc hội nghị hòa bình bao gồm cả Nga và Ukraine trong thời gian tới. Tiếp tục với tình hình chiến sự ở dải Gaza, quân đội Israel mới đây thông báo đã sẵn sàng rút khỏi cửa khẩu Rafah, mở đường cho việc khôi phục vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo từ Ai Cập vào dải Gaza. Theo ghi nhận, đây là kết quả thỏa thuận trong các cuộc đàm phán giữa Israel và Ai Cập liên quan đến nguyên tắc để mở lại cửa khẩu Rafah ở miền nam dải Gaza và tái thiết kế vận chuyển hàng hóa viện trợ từ Ai Cập vào khu vực. Cũng theo thỏa thuận này, Israel sẽ rút quân khỏi cửa khẩu và chấp nhận một tổ chức quốc tế hoặc đối tác dân sự không liên quan đến Hamas để quản lý cửa khẩu Rafah. Được biết, cửa khẩu Rafah đã đóng cửa kể từ ngày 7 tháng 5 khi quân đội Israel tiến vào và chiếm quyền kiểm soát. Ai Cập sau đó đã từ chối vận chuyển viện trợ qua cửa khẩu, cho đến khi quyền kiểm soát được trao trả cho người Palestine. Truyền thông Israel cho biết, các bên đã đạt thỏa thuận mở lại cửa khẩu Rafah hoàn toàn là do sức ép ngoại giao từ Mỹ. Ở diễn biến liên quan, phong trào Hồi giáo Hamas vừa tuyên bố rằng lực lượng này đã thông báo cho các nhà trung gian hòa giải về việc sẵn sàng đạt được một thỏa thuận đầy đủ, bao gồm việc trao đổi con tin tù nhân toàn diện nếu Israel dừng cuộc chiến ở dải Gaza. Trong tuyên bố, Hamas nêu rõ họ đã thể hiện sự linh hoạt và tích cực trong việc đáp lại những nỗ lực của các nhà trung gian hòa giải trong tất cả các vòng đàm phán gián tiếp trước đó. Nhưng Israel lại sử dụng các cuộc đàm phán này như một vỏ bọc cho việc tiếp tục cuộc chiến chống lại người dân Palestine. Theo đó, Hamas nhấn mạnh nếu Israel chấp nhận dừng cuộc chiến ở dải Gaza, một thỏa thuận đầy đủ, bao gồm việc trao đổi con tin tù nhân toàn diện, sẽ chắc chắn được ký kết. Hiện Israel chưa đưa ra phản hồi chính thức về tuyên bố này. Được biết trước đó vào ngày 27 tháng 5, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã khẳng định sẽ tiếp tục cuộc chiến tại dải Gaza và không dừng lại cho đến khi Israel đạt được hoàn toàn các mục tiêu quân sự, bao gồm đánh bại Hamas, giải phóng con tin và đảm bảo an ninh cho khu vực dải Gaza. Với tuyên bố mạnh mẽ này, hiện dư luận cho rằng khả năng kết thúc cuộc chiến hiện đang rất thấp. Hiện cộng đồng quốc tế, bao gồm cả Liên Hợp Quốc, vẫn đang thảo luận về biện pháp để ngăn chặn thảm họa nhân đạo tại khu vực này. Cũng trong bối cảnh này, mới đây luật sư Alexander Schwartz của Trung tâm Hiến pháp và Nhân quyền châu Âu đã bất ngờ tố cáo chính phủ Đức đang vi phạm các nghĩa vụ quốc tế bằng việc vận chuyển vũ khí đến Israel. Theo ông Schwartz, phó giám đốc của chương trình tội phạm và trách nhiệm quốc tế, Đức đã cung cấp một loạt vũ khí, bao gồm súng, đạn dược và động cơ xe tăng cho Israel. Ông Schwartz khẳng định, hiện tổ chức này đang kiện chính phủ Đức trước tòa án liên bang ở Berlin để ngăn chặn việc này vì lo ngại Israel sử dụng các loại vũ khí của Đức có thể dẫn đến việc phạm tội ác chống lại thường dân ở Gaza. Theo ghi nhận, Đức hiện là nhà cung cấp lớn thứ hai về vũ khí cho Israel sau Mỹ, với số tiền cung cấp vào năm 2023 lên tới 326,5 triệu USD. Vụ kiện trước tòa án ở Berlin chỉ giới hạn áp dụng đối với những loại vũ khí được coi là vũ khí chiến tranh theo luật pháp Đức như xe tăng, bom và vũ khí phóng. Tuy nhiên, các loại vũ khí này chỉ chiếm một phần nhỏ, khoảng 2% trong tổng lượng xuất khẩu từ Đức sang Israel.
Hãng AP đưa tin, các lực lượng quân đội của Mỹ và Anh mới đây đã tiếp tục tấn công 13 mục tiêu của Houthi tại một số địa điểm ở Yemen để đáp trả sự gia tăng các cuộc tấn công gần đây của Houthi nhắm vào các tàu ở Biển Đỏ và Vịnh Aden. Theo các quan chức, máy bay chiến đấu và tàu chiến Mỹ-Anh đã tấn công các cơ sở dưới lòng đất, bệ phóng tên lửa, địa điểm chỉ huy và kiểm soát, cũng như các tàu và cơ sở khác của Houthi. Đáp lại, người phát ngôn Mohammed Abdusalam của Houthi tuyên bố, các cuộc không kích đã khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và 41 người bị thương, trong đó chủ yếu là dân thường. Đồng thời, lực lượng Houthi tuyên bố phóng loạt tên lửa nhằm vào tàu sân bay USYD Eisenhower của Mỹ để trả đũa các vụ không kích Yemen. Yahya Sari, người phát ngôn của nhóm vũ trang Houthi ở Yemen, khẳng định đây là hành động hợp pháp để trả đũa những cuộc không kích của Mỹ và Anh, cũng như duy trì sự ủng hộ của Yemen với người dân tại giải Gaza. Theo ghi nhận, các cuộc không kích mới đây là lần thứ 5 Mỹ và Anh phối hợp tiến hành chiến dịch chống lại Houthi kể từ tháng 1, trong khi Mỹ vẫn tiến hành các cuộc tấn công gần như hàng ngày nhằm vào các mục tiêu của Houthi. Thưa quý vị, cựu Tổng thống kiêm ứng viên Tổng thống 2024 của Đảng Cộng hòa Donald Trump hôm 30 tháng 5 vừa qua đã chính thức bị bồi thẩm đoàn New York kết tội làm sai hồ sơ kinh doanh để gây ảnh hưởng tới cuộc bầu cử năm 2016. Được biết, phiên tòa xử ông Trump đã diễn ra từ ngày 15 tháng 4 liên quan đến vụ công tố viên quận Manhattan Alvin Bragg thuộc Đảng Dân Chủ vào năm ngoái đã truy tố ông Trump 34 tội hình sự, cáo buộc cựu Tổng thống tìm cách che giấu cử tri Mỹ thông tin gây hại và hành động trái luật trước và sau cuộc bầu cử năm 2016. Theo đó, bồi thẩm đoàn gồm 12 thành viên chính thức và 6 thành viên dự khuyết đã nghị án trong 2 ngày 29 và 30 tháng 5 và đã tuyên án kết luận rằng ông Trump đã phạm tội tất cả 34 tội danh mà công tố viên Alvin đã cáo buộc. Dự án thẩm phán John Merchant chủ trì vụ án tìm biệt miệng xử ông Trump sẽ phải phê duyệt phán quyết của bồi thẩm đoàn và đưa ra bản án cuối cùng, nhưng đây cũng chỉ là hình thức. Ông Merchant đã chốt lịch kết án vào ngày 11 tháng 7 tới. Phát biểu với báo giới sau phán quyết, cựu Tổng thống Trump tuyên bố đây là phiên tòa gian lận và ô nhục. Ông nhấn mạnh phán quyết thực sự bởi người dân sẽ là vào ngày 5 tháng 11 và chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu và chúng tôi sẽ chiến đấu cho đến cuối cùng và chúng tôi sẽ chiến thắng. Cùng lúc đó, nhiều thành viên Đảng Cộng hòa cũng đang lên án mạnh mẽ vụ xét xử này là trò hề. Họ cho rằng thẩm phán Merchant đã vi phạm hiến pháp tiểu bang New York khi chỉ đạo vụ án này ngay cả khi con gái của ông ta đang làm việc cho Đảng Dân Chủ. Được biết, từ khi các biến cố tư pháp bắt đầu đổ về ông Trump, cựu Tổng thống và các đồng minh đã luôn cố gắng chứng minh chúng được Đảng Dân Chủ, đặc biệt là ông Biden, giơ dây nhằm mưu đồ chính trị. Và trên thực tế, ông Biden cũng gần như tránh đề cập hoàn toàn đến các vụ án ông Trump đối diện để né các cáo buộc này. Trước phán quyết mới đây, Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng nhiều thành viên máu mặt trong Đảng Dân Chủ khác đang tiếp tục im lặng và từ chối bình luận công khai. Người phát ngôn văn phòng cố vấn Nhà Trắng Ian Sam chỉ đưa ra tuyên bố ngắn gọn, chúng tôi tôn trọng luật pháp và không có bình luận gì thêm. Vào những ngày cuối xuân, cánh đồng nhãn lại rộn ràng bước vào mùa hoa mới. Đây là dấu hiệu cho thấy mật ong hoa nhãn đã đến lúc được thu hoạch. Hoa của cây nhãn thường có hai loại, hoa đực và hoa cái. Hoa đực nở trước, tiết phấn và thu hút các loài thụ phấn như ong. Sau đó những bông hoa đực trút xuống là lúc những bông hoa cái bắt đầu bung nở và chờ những chú ong để thụ phấn phát triển thành quả. Hoa cái là nơi diễn ra quá trình thụ tinh để tạo ra quả, thường chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng hơn so với hoa đực, bao gồm vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Điều này làm cho mật ong hoa cái có hương vị đậm đà và hấp dẫn hơn. Do lượng mật ong trong hoa cái dồi dào hơn hoa đực nên lượng mật ong thu về sẽ tinh khiết hơn. Để lấy được mật ong hoa nhãn với chất lượng cao nhất và tinh khiết nhất để đưa đến tay người dùng, chúng mình cần có những chú ong ta nhỏ bé với một lực lượng đủ đông đảo và khỏe mạnh để lấy mật từ những khu vườn nhãn rộng lớn đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Chờ cho ong lấy mật đầy tổ thì tiến hành loại bỏ phần sáp ong bao phủ bên ngoài cầu ong và tiến hành cho vào máy quay mật. Sau đó tiến hành lọc bỏ tạp chất. Cuối cùng chúng ta thu được thành quả là những giọt mật vàng óng ánh để đưa đến tay khách hàng. Để đặt mua mật ong hoa nhãn chất lượng cao, quý vị khán giả có thể liên hệ với chúng tôi qua số hotline 087-6611-618. Như hình trên đã kết thúc phần bản tin tổng hợp và tiếp theo mời quý vị cùng theo dõi phần nhân sinh cảm ngộ. Tính toán là gì? Tính đi tính lại, hóa ra lại là tính cho mình. Quý vị kính mến, cổ nhân có dạy rằng làm người thắng ở tầm nhìn, thua ở tính toán. Làm việc thắng ở nhân cách, thua tại thông minh. Người thông minh thì giỏi tính toán, càng toan tính đường càng hẹp. Càng tính toán, lòng càng mỏi mệt. Kẻ tính toán người khác cuối cùng sẽ bị người tính toán lại. Kết quả thường là
tính toán với người khác, tính đi tính lại, hóa ra lại là tính cho chính mình. Đầu tiên, càng toan tính, đường càng hẹp. Một chàng trai trẻ nghe nói bên kia sông có rất nhiều vàng. Anh ta đi vòng quanh một quãng đường dài và cuối cùng tìm thấy một cây cầu có thể dẫn đến đó. Vừa đi qua cầu lao đến chỗ có vàng, anh ta bất ngờ quay người lao về phía sau. Hóa ra anh ta sợ người khác tìm thấy cây cầu nên quay lại phá bỏ cây cầu. Sau đó, chàng trai trẻ tìm thấy rất nhiều vàng, nhưng khi anh ta phấn khích quay trở lại dòng sông, anh ta phát hiện ra rằng đây là một hòn đảo bị cô lập và cây cầu đó là con đường duy nhất để ra thế giới bên ngoài. Trong cuộc sống của chúng ta, có một số người nghĩ rằng họ đã tận dụng mọi thứ và cố gắng hết sức, nhưng cuối cùng nó chỉ giống như cái kết của câu chuyện này, không có gì để mang theo. Lòng người là một con đường, càng mưu tính con đường càng hẹp, cuối cùng cắt đứt đường lui của chính mình. Nếu bạn tử tế, con đường sẽ rộng hơn và cuối cùng bạn sẽ có lợi. Thứ hai, càng toan tính, tâm càng mệt mỏi. Anh Cao là một người có năng lực và biết suy nghĩ. Nếu anh ấy đã chuyên tâm vào việc riêng của mình, thì việc thăng tiến là chuyện đương nhiên. Tuy nhiên, anh ta luôn cố ý đi đường tắt. Anh ta là người đầu tiên đứng lên và giành lấy nếu anh ta có công và đẩy người khác vào thế bị động. Thường thường anh ta không tính toán người khác hoặc lo lắng bị người khác tính toán, cả ngày đều suy đoán lợi ích của mình. Thường thì một câu nói khuyên nhủ của người khác đối với anh ta cũng trở nên vô nghĩa. Gần đây đến lúc đánh giá chức vụ, tâm tư anh ngày càng trầm tư, luôn muốn ngáng chân người khác, sợ bản thân mắc mưu. Kết quả là anh đột ngột đổ bệnh cao huyết áp, một ngày trước khi đánh giá công việc và bỏ lỡ lần đánh giá cuối cùng trước khi nghỉ hưu. Cả đời toan tính cũng vô ích, cuối cùng anh ngã bệnh, thật là xấu hổ. Người giỏi tính toán bề ngoài thì có vẻ lợi dụng, nhưng thực ra họ đã đánh mất thân tâm an lạc quý báu. Tính toán là cùm gông của tâm hồn và giản dị là cội nguồn của hạnh phúc, trở nên đơn giản là sự khôn ngoan lớn nhất của đời người. Thứ ba, tính kế cho người khác chính là tính kế cho bản thân mình. Những tính toán của bạn về người khác cuối cùng sẽ trở lại với chính bạn. Nếu bạn tính toán kế hoạch với bạn bè mình, chắc chắn bạn bè sẽ xa lánh bạn và cuối cùng bạn sẽ cô đơn và bơ vơ. Bạn sẽ mất đi sự chính trực của mình và cuối cùng công việc kinh doanh của bạn sẽ trắng tay. Nếu có tạo nghiệp thì cuối cùng sẽ hại người và hại mình. Hãy trung thành và trung thực, lòng tốt sẽ được khen thưởng. Những người nghĩ rằng họ làm điều xấu là thông minh, sớm muộn họ sẽ kết cục tồi tệ. Và những người trung thực là những người thông minh nhất trên thế giới này. Quý vị nghĩ sao về chủ đề ngày hôm nay? Hãy để lại suy nghĩ bình luận bên dưới nhé. Cuối chương trình, Ngọc Hà kính chúc quý vị thân mến của hành trình tương lai những lời chúc an lành thân thương nhất. Chúc quý vị luôn có một tinh thần và sức khỏe tốt. Trong lúc thời gian rảnh rỗi, hãy thử tìm hiểu về một môn tu luyện khí công Phật gia theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn chúng tôi có đề xuất trên màn hình xem sao quý vị nhé. Môn tu luyện đầu tiên đồng truyền vào năm 1992. Kể từ đó, phong môn này đã truyền rộng ra hơn 100 quốc gia, mang lại lợi ích về thể chất lẫn tinh thần và nâng cao chuẩn mực đạo đức cho 100 triệu người. Các học viên đến từ khắp nơi, đủ mọi tầng lớp xã hội. Họ hành xử theo pháp lý và tự ước thúc bản thân theo tiêu chuẩn đạo đức cao thượng cũng như sức khỏe cải thiện ngày càng tốt hơn. Tuy rằng vẫn còn những tin đồn và hiểu sai không đáng có về môn tu luyện này, nhưng chúng ta thật tỉnh táo sáng suốt để lựa chọn thiện ác phần mình và những giá trị tốt đẹp sẽ được lan tỏa. Hãy thử tìm hiểu và cảm nhận xem sao quý vị nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!